cái triết lý kinh doanh mà xuyên suốt của anh Duyên Audio từ khi thành lập cho đến bây giờ gần 20 năm đó là kinh doanh với tính chính trực. Và đây là một trong những cái mà mình nghĩ là nó xuyên suốt đối với công ty mình ngay từ đầu cho tới bây giờ. Chính trực thì mình nghĩ cũng cách rất là đơn giản thôi, tức là mình cung cấp đúng những cái gì mà mình cam kết với khách hàng trước, trong và sau khi mua hàng. Tức là bên mình cung cấp 100% thiết bị, mình cung cấp là hàng hãng. Thứ hai đó là cam kết, đó là mình bàn giao đúng cái giải pháp của mình ngay từ ban đầu, cũng giống như là trong quá trình mình cung cấp thì đúng tiến độ. Và đặc biệt cái mà hiện nay mình nghĩ là đây là một cái điểm khác biệt của công ty mình, đó là cái dịch vụ sau bán hàng. Tất cả các thiết bị của công ty mình cung cấp thì thông thường là bảo hành từ 1 đến 5 năm. Vì khi mình mới thành lập thì cái việc mà mình cam kết kinh doanh chính trực đó là một cái thách thức. Bởi vì cái lúc đó thì công ty nó còn khó khăn, thì cái việc mà có nhiều cái cơ hội kinh doanh đến với mình. Và cái việc chính trực của chúng tôi thì nó xuyên suốt từ những cái người cao nhất của công ty cho đến tất cả các anh em phía thực thi. Cái tính chính trực này nó bao hàm trong tất cả những cái hoạt động của công ty, từ việc kinh doanh cho tới cái việc mà những cái hoạt động khác cũng dựa trên cái triết lý này. Sau 20 năm thì những cái gì chúng tôi cam kết với khách hàng thì nó vẫn xuyên suốt, và đây là một trong những cái thách thức, tuy nhiên cũng là cái cơ hội. Chúng tôi là khách hàng đã quay trở lại chúng tôi rất là nhiều. Hơn 60% khách hàng của mình là từ những khách hàng cũ tiếp tục sử dụng dịch vụ của bên mình, hoặc là họ giới thiệu những cái khách hàng, những cái đối tác khác cho công ty mình. Và đây là mình nghĩ là một trong những cái thành công xuyên suốt của bên mình. Mình rất là thích cái câu nói của ai đó là muốn đi nhanh đi một mình, muốn đi xa đi cùng nhau. Và thì thật sự là mình rất là mong muốn đi thật xa cùng khách hàng, đối tác cũng như là nhân viên của mình. Về phía khách hàng thì mình mong muốn là đồng hành, mang rất là nhiều các giải pháp, cũng giống như là một cái không gian sống tuyệt vời cho họ, giống như là cái câu slogan của công ty mình là âm thanh hay, cuộc sống đẹp. Về phía đối tác thì thật sự là mình cũng mong muốn cùng đồng hành các đối tác để mang rất là nhiều các thương hiệu, rất là nhiều các giải pháp tốt để đem đến cho khách hàng nhiều cái sự trải nghiệm mới. Về phía nhân viên thì chắc chắn là mình sẽ cố gắng để tạo ra một cái môi trường làm việc tốt hơn để cho các bạn nhân viên có thể là yên tâm và gắn bó lâu dài về công ty. Để anh Duyên Audio có được như ngày hôm nay là cái sự đóng góp rất là tuyệt vời của tất cả các thành viên trong công ty, sự đồng hành và hỗ trợ của các đối tác, cũng giống như sự yêu mến của tất cả các khách hàng. Và trong thời gian sắp đến thì anh Duyên Audio sẽ tiếp tục nỗ lực để mang lại nhiều cái giá trị cho cái cộng đồng chơi âm thanh tại Đà Nẵng cũng giống như là miền Trung.